Xin chào các bác. Đây là một chiếc cam Xiaomi vừa được Đăng Phương Auto thực hiện lắp đặt cho khách hàng. Với chiếc cam này thì các bác có thể mua trên các thương mại điện tử rất nhiều, nhưng mà nhiều bác không biết cách sử dụng hoặc cài đặt xem trên phần mềm điện thoại. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt hoặc là sử dụng xem trực tiếp hoặc là xem lại các video trên điện thoại. Với máy của em là mật hệ điều hành Android. Thì các bác vào phần máy em thì đã tải về rồi ạ. Phần mềm đó là My Home. Thì với hệ điều hành Android thì các bác vào CS và Play ạ. Sau đó thì các bác gõ biểu tượng tìm kiếm là My Home. Chính là biểu tượng này. Sau đó thì các bác tải về. Của em thì đã tải về rồi ạ. Khi tải về rồi thì các bác mở nó lên. Hệ thống yêu cầu các bác đăng nhập. Thì với trường hợp này thì các bác kích vào đăng nhập. Vui lòng đăng nhập vào số điện thoại. Thì với của em thì em đã đăng nhập bằng mail. Thì các bác có thể kích vào cái phần đăng nhập bằng mật khẩu đây ạ. Đăng nhập bằng mật khẩu. Sau đó thì các bác có mail hoặc số điện thoại. Thì trong trường hợp mà các cần đăng ký mới thì sẽ có phần đăng ký mới ở đây. Còn em đã đăng ký rồi thì em sẽ đăng nhập vào thôi ạ. Khi đã đăng nhập thành công thì các bác kích vào biểu tượng dấu cộng này ạ. Đây là các thiết bị mà của Xiaomi đang hoạt động, thì các bác chọn phần đi lại xe đi lại đây ạ. Sau đó thì di chuyển xuống phần hộp đen đây, cam My Dash Cam này 1S đây ạ. Kích vào nó, các bác bật thiết bị lên, chọn tiếp đây ạ. Ok. Hệ thống yêu cầu kích hoạt wifi, các bác bật wifi này để kết nối với cam. Trong giờ này thì các bác có thể vào phần này, các bác chọn biểu tượng này nhé, đây là mục cài đặt nhé, các bác chọn nó, các bác bật wifi lên. Đây là mật khẩu đây ạ. Các bác trên phần mềm trên điện thoại, các bác bật tìm kiếm. Đây ạ. Cam đây ạ. Chọn nó, sau đó thì nhập mật khẩu ạ. Em sẽ kích vào để quên đi. Xem đăng nhập từ đâu. Mật khẩu là 85168200. Đây ạ, mật khẩu đây ạ. 85168200. Kết nối. Các bác có thể bách ra để cho hệ loát. Ok, tiếp tục ạ.
đang xác thực đấy. Khi máy đã kết nối được wifi thành công thì màn hình sẽ hiển thị lên đây. Đây là quay trực tiếp luôn. Các bác cũng có thể xem lại video ở trong này. Đây là video buổi tối. Các bác cần hỗ trợ tư vấn lắp đặt hoặc là tư vấn về sản phẩm thì có thể để lại thông tin. Bên em cũng sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn.